Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành danh mục 112 dự án kêu gọi thu hút đầu tư, trong đó có nhiều dự án phát triển hạ tầng đô thị, khu cụm công nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong 17 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, có những dự án nhằm giải quyết những hạn chế của Hưng Yên như xây dựng khu giết mổ tập trung, phát triển nông nghiệp sạch công nghệ cao, chế biến bảo quản nông sản. Nhiều nhất là 59 dự án thuộc lĩnh vực nhà ở đô thị. Trong đó, có những siêu dự án như đô thị ở huyện Yên Mỹ 36.000 tỷ đồng, khu đô thị Văn Giang trên 42.000 tỷ đồng, khu đô thị phía đông sông Điện Biên ở thành phố Hưng Yên trên 20.000 tỷ đồng, khu đô thị Garden City ở thị xã Mỹ Hào gần 20.000 tỷ đồng. 14 dự án hạ tầng khu cụm công nghiệp có những dự án quy mô trên 200 hectare với mức đầu tư dự kiến hàng ngàn tỷ đồng như tổ hợp khu công nghiệp Lý Thường Kiệt, khu công nghiệp Yên Mỹ giai đoạn 2, khu công nghiệp Minh Quang mở rộng. Lĩnh vực giao thông vận tải có 9 dự án, lớn nhất là dự án đường vành đai 3,5 với tổng mức đầu tư dự kiến trên 2.900 tỷ đồng. Tỉnh Hưng Yên cũng kêu gọi đầu tư vào dự án khu du lịch cấp quốc gia Phố Hiến với tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng. Hầu hết các dự án đầu tư theo hình thức kêu gọi vốn và sử dụng đất đấu thầu, giao cho thuê đất.